tốc độ nè, tốc độ này về chim rất đẹp luôn, chim to con, chim rất là bự con ha nè. Con nào nấy ú nu, 134, 135 con lẻ, 136. Cái này về tốc độ rất đẹp luôn, rất là to con, 137. Cặp nào hôm nay là ú nu nút luôn, rất to con, 138, 139. Không có chiếc nào mà vừa bụng như chiếc này, chim rất đẹp luôn, 140, 141. Cặp nào cũng bự con, 142, 143, 144, 145, 146. Nè, mười mấy cặp đi. Em nào lấy cặp nào thì nói số ha. Chim rất đẹp luôn, 149. Tim trắng nha, tim trắng, 150 tim trắng luôn. Chuẩn đẹp, 152 tim trắng luôn. Dân hoa đẹp, hoa cực kỳ đẹp, rất đẹp luôn. 43 dân hoa cũng rất đẹp luôn. 44 bông đen đẹp. 45 bông đen đẹp luôn, 45 bông đen cực kỳ đẹp luôn. 46 dân hoa, dân hoa rất đẹp. 47 dân hoa luôn. 51 dân hoa. 52 dân hoa luôn, 53 dân hoa luôn, dân hoa kỳ đẹp ha. 54 qua này có con hơi ít ha, dưới con này đang niền chân rồi, cặp này nên bán rẻ cặp này cho nên xài. 55 nhưng qua ha. 55 cặp nào hơi ít thì mình sẽ bán cái nói cho nên chút ha. 56 hôm qua luôn, rất là đẹp ha. 6 cườm đen ha, 6 cườm đen bự ha.
8, 19, sắm cầm đen. Sắm cầm đen này, sắm lợt nha, sắm kem đẹp nha. Sắm này nhìn đẹp cực kỳ. Đây cũng có cặp rồng kem nữa nè. Sắm 6 rồng kem nữa. Rồng kem. Tim trắng. Rồng ba tim trắng ha. Tim trắng. Đây 73 đây cũng tim trắng. Tim trắng này, tim trắng này đẹp hơn cặp tim trắng trên ha. Bông đen ha. 17. Bông đen lên kèm gọi ha. Cực kỳ đẹp ha. Bông đen đó. Lên kèm gọi ha. Đẹp đẹp luôn. Nằm cũng bông đen nữa ha. Mình cầm rồi. Bảy. Còn con này là con bông đỏ với con bông đen ha. Con bông đỏ con bông đen ghép nó chịu rồi để cho nó chịu luôn ha. Để ra màu gì thì ra. Số 9 nè, bông đen luôn rất đẹp.